Nếu có một ngày bạn có thể trở về quá khứ và trở thành hoàng đế, bạn sẽ làm gì? Hoàng đế muôn năm. Các bạn đoán xem tôi sẽ trở thành một vị vua tàn bạo hay nhân từ? Thấy chưa? Đây đều là thuộc hạ của tôi, mà bên ngoài chính là răng sơn của chấm. Các người đứng dậy đi. Cảm ơn hoàng thượng. Có gì thì mau báo cáo, không có thì nghỉ đi. Nhiều báo cáo thế, để tôi xem. Thiếu tiền. Thiếu tiền. Thiếu tiền. Thiếu tiền. Thiếu tiền. Cái gì cũng cần tiền, xem ra kho bạc quốc gia đang trống rỗng. Nào, hãy đến để truyền đạt ý chí của đức vua ta đây. Các ngươi cầm theo thánh chỉ này, có thể đến bất kỳ thị trấn nào thu tiền. Tuân lệnh. Xông lên. Đừng mà. Ừ, có vẻ như người dân của tôi rất giàu có ha. Điều này không phải đã được giải quyết sao, Nai? Đến lúc dùng bữa trưa rồi. Vì ta là hoàng đế nên món ăn phải có 108 món, không thể thiếu một món. Cái gì, ăn trưa thôi sao mà phải trèo cao thế? Quên đi, quên đi, vì là ngày đầu tiên nên đám người hầu này cũng không hiểu chuyện. Lên bàn đi. Cái gì dung thế, bàn còn chưa ổn định, thằng nào phụ trách ăn đấy? Tôi không biết, bắt nó chém đầu rồi kê lại bàn cho ta. Cuối cùng cũng có thể dùng bữa an toàn rồi. Được rồi, ăn uống no say rồi, làm hoàng đế sao có thể không có hậu cung. Người đâu, mau đi đến khắp nơi tìm những con khỉ xinh đẹp nhất cho ta. Tôi muốn xem cái gì mới là hậu cung mỹ lệ 3000. Ừ. Cái này cũng quá xấu xí rồi. Xin chào. Cô đang làm gì vậy? Thả tôi ra, thả tôi ra. Người đâu, hộ giá. Cái này, các người hộ tống có công, hai mỹ nhân lúc này sẽ thưởng cho các người nhé. Là một vị vua, làm sao có thể cả ngày chìm đắm trong nữ sắc? Không được, tôi phải giả trang, ra ngoài sáu hành xem người dân của tôi sống thế nào. Như này sẽ không ai nhận ra tôi đâu. Cái quái gì thế này? Cầu hoàng đế, ngay cả nhà vệ sinh cũng. Sao mọi người lại ghét tôi thế? Ông chủ cho tôi một phần mì bò nhé. Hả? Hiếp người quá đáng. Hoàng thượng, người đã biết quá nhiều, thưởng cho người một viên đạn. Mấy thằng ôn này, dám sỉ nhục ta. Mà thôi, vẫn là có người hiểu ta. Nhìn kìa, người dân này biết tôi vừa lên ngôi, đã mang quà đến tặng này. Bảo bối gì đây, để ta xem. Nộp mạng đi, cầu hoàng đế. À, người đâu, hộ giá, có thích khách. Thằng ngốc này. Ngốc như này còn làm sát thủ, mang ra chém đầu cho ta. Chuyện gì xảy ra thế, để tôi xem. Cái gì, người dân nổi loạn rồi, nhanh chóng tập hợp quân đội, chỉ có mấy người. Các người cũng xứng đáng chiến đấu với quân đội của ta sao? Không phải chứ, toàn bộ phản bội ta rồi, mau chạy đi. Không phải, đại ca ơi, thành thật mà nói, tôi là con khỉ trái tốt bụng mà. Ấy ấy, đừng dùng máy chém. Thả tôi ra, ta không làm hoàng đế nữa là được chứ gì? Tôi không làm nữa. Hả, tôi đã trở lại rồi sao? Cái gì đây? Tránh xa tôi ra, tôi không muốn làm thái giám đâu.